Bây giờ ai nói cho cha cái khiêm nhường cho? Khiêm nhường như thế nào nào? Ai trả lời cho cha khiêm nhường như thế nào? Anh băng băng cái tay, khiêm nhường là sao? À, xin lỗi. Còn đưa bất kỳ một cái mi nào cho ai hỏi, nói cho cha cái khiêm nhường. Khiêm nhường là sao, nói cha nghe nha. Khi thường là người ta nói chuyện là mình nhìn nhận, mình nói chuyện ít lại. Đó là khiêm nhường, người ta nói nhiều mình nói ít. Dạ. Rồi sao nữa? Vậy mình mới nghe được. Đó là khiêm nhường. Dạ. Rồi còn ai nói khiêm nhường nữa? Ai nói khiêm nhường nữa? Ai biết khiêm nhường là sao, nói cho nghe. Mà người trái kiến à. Ai biết khiêm nhường là gì, nói cho nghe. Xin mời con. Khiêm nhường là sao, nói cho nghe. Bây giờ tất nhiên là mình hạ mình xuống, người ta nói mình hay là mình cũng nghe nhưng mà để mình hiểu, rồi mình khiêm nhường là mình hạ mình xuống. Khiêm nhường là hạ mình xuống. Cảm ơn bà, giỏi lắm. Mới có 4 điểm à? Còn nghe nữa không ạ? Ông này cũng mới 4 điểm, chưa ai được 5 điểm. Khiêm nhường là gì đó, sao cho nghe thì được 5 điểm. Chưa được 5 điểm là dưới trung bình. Thôi được rồi, bây giờ cho em giải thích kiểu khiêm nhường. Ở trong văn học đó, định nghĩa khiêm nhường nhiều lắm. Nhưng mà tất cả những chữ khiêm nhường nó không làm cho ta khiêm nhường. Thí dụ hồi nãy chị nói là thưa cha, khiêm nhường là khi mình nghe người ta nói mình ít nói lại phải không? Nhưng mà tôi ít nói với anh nhưng mà tôi nói nhiều với người khác. Rồi chị mình hạ mình xuống, tôi hạ mình với anh, với người có quyền lực, với người có tiền bạc, với người ăn xin, tôi có hạ mình không? Phải không? Với người quyền lực, với người có tiền bạc, tôi hạ mình, tôi khiêm nhường đó. Nhưng với người ăn xin, tôi có khiêm nhường không? Tôi có hạ mình không? Vì mình không hiểu cho nên mình sai hết trơn rồi, mình không biết khiêm nhường là gì. Cả đời mình không biết khiêm nhường là gì. Cả đời của mình không biết khiêm nhường là gì. Vậy khiêm nhường là gì? Thưa, khiêm nhường là không dùng quyền lực của mình trên mọi loài Chúa đã tạo thành. Đó là khiêm nhường. Nghe kỹ nha. Khiêm nhường, hỏi khiêm nhường là gì? Thưa, khiêm nhường là không dùng quyền lực của mình trên mọi loài Chúa đã tạo thành. Thí dụ nè, cha ví dụ nè. Bây giờ mình muốn, hôm nay mình muốn ăn thịt con chó thì mình dùng quyền lực của mình cắt cổ nó, đúng vậy không? Mình cắt cổ nó mình ăn thịt, có phải vậy không? Cái đó có khiêm nhường. Mình đâu có khiêm nhường, mình dùng quyền lực của mình để cắt cổ nó ăn thịt mà khiêm nhường gì? Rồi bây giờ cho các cha có hai cái bông này nè, hai cái bông này nè. Bây giờ cha muốn cắt cỏ nhánh nào là cha cắt? Vậy cái đó cha có khiêm nhường không? Nó tội gì mà mình lại mình cắt đó? Nó đang sống như vậy đó mà cha không vừa bụng, cái cha lại cho cắt à? Nào bây giờ cái lá này nè, cái lá này nó có tội gì không? Mà vì anh chị em cha không khiêm nhường với nó, mày thông cảm tao nha, vì mấy người này không hiểu tao phải không khiêm nhường với mày. Như vậy là mình có dùng, phải dùng quyền lực không? Mà nó tội gì mà mình lách nó vậy? Mà mình ngắt nó một lá, có phải là mình không khiêm nhường với nó? Đó là nói về cây cỏ. Mình trồng cái cây đó, nhưng mà mình muốn đốn giờ nào mình đốn. Mình trồng cái bụi bông đó, mình muốn hái giờ nào mình hái đó. Bây giờ cái bông này đang đẹp. Bây giờ hỏi mình có khiêm nhường nó không? Bây giờ mình đó, mình lắc cái đầu nó rồi mình còn khiêm nhường không? Vậy mình đâu có khiêm nhường. Khiêm nhường là không dùng quyền lực của mình trên mọi loài Chúa đã tạo thành. Bây giờ cái cây bông này là cái cây bông mà Thượng Đế đã an bài cho nó. Mà bây giờ mình đâu có làm cho nó cổ được. Mà mình không thích là mình lắc dùng. Đó là mình nói khiêm nhường chỗ nào? Mình dùng quyền lực của mình lắc nó bỏ đi. Mình đâu khiêm nhường. Rồi mình muốn ăn con động vật, con bò, con heo, con gà, con vịt, muốn ăn là chặt đầu ra. Vậy mà nó khiêm nhường gì? Còn đối với người ta thì muốn chửi giờ nào chửi, muốn bóc lột giờ nào bóc, muốn hối lộ giờ nào hối, muốn làm gì
gì làm, đó là khiêm nhường chỗ nào? Vậy cha định nghĩa khiêm nhường là không dùng quyền lực của mình trên mọi loài Chúa đã tạo thành, hiểu không? Nhớ chỗ đó không? Nhớ kỹ nha, đây nghe không? Khiêm nhường là không dùng quyền lực của mình trên mọi loài Chúa đã tạo thành. Cũng vì dùng quyền lực của mình đó mà nhà anh đang phải ngồi bệnh đó. Muốn ăn con nào ăn, muốn chặt cây nào chặt, muốn chửi ai là chửi, muốn bới ai là bới, muốn đào ai là đào. Đó mà gọi là khiêm nhường. Còn mọi người nói khiêm nhường là tôi không dám nói lớn, tôi nói nhỏ thôi, tôi không dám tranh cãi với ai. Ai nói tôi giỏi, tôi nói tôi dở, đó là khiêm nhường. Sai hết. Cha dạy một lần thôi nha, cha không phải còn sống để dạy hoài đâu. Cha không phải là người sống thọ để dạy trẻ hoài đâu. Cha nói rồi, cha không có sống hoài, cha không có sống đời đâu. Một hai bài giảng là cha chết quen rồi, cha đi về trời, về Chúa của cha, cha không ở đây đâu mà đừng có ham. Cha dạy được ngày nào là nên ngày đó. Chứ cha không phải là cha ở đây hoài. Vậy khiêm nhường là không dùng quyền lực của mình trên mọi lầu là Chúa đã tạo thành. Bên này hiểu không? Phải hiểu mới được để mình sống cho tốt. Có đâu mà mình muốn chặt đầu cái nào chặt, chặt đầu cái nào chặt, chửi ai là chửi, đó là khiêm nhường. Tóm lại, khiêm nhường là không dùng quyền lực của mình trên mọi lầu Chúa đã tạo thành.